Đại xịt. Vâng. Thì lúc đóng lúc mở thì anh cứ anh bảo hay là nó bị ẩm, thế là anh cứ bật đài tiếng nói Việt Nam ấy. Rồi. Để cho nó kêu thì cũng vẫn cứ đóng mở, có lúc thì được nhiều lắm chỉ đến 30 phút thôi xong lại bị. Rồi. Thế là vừa rồi bật lại thử thì chết 50. Không đóng nữa mà chỉ có đèn sáng. Vẫn và đèn. Đèn sáng cả cái volume mà mình vặn để quay vào cái sóng đài ấy thì nó vẫn lên. Rồi, ok. Thế là cái mạch bị sai là vấn đề rồi, trước đây nó dò gì rồi. Nó ngắt le. Chịu rồi, anh không biết được cái. Hello, Đức Đoàn xin được mến chào toàn thể các bạn. Lúc này tại 848 phường Thanh Lương, à quên, 848 phố Minh Khai, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đức Đoàn đang chuẩn bị sửa cái con âm ly Pioneer SX950 của anh khách này ở Hà Nội. Anh có trực tiếp anh đi xe máy chở ở đây các bạn ạ. Đấy, con này là hiện tượng là không đóng le các bạn ạ. Đó, điện có vào nhưng mà le không đóng tí nào cả. Bây giờ Đức Đoàn sẽ chuẩn bị tháo ra để khám cho em xem tình hình em Ly này bệnh tình như làm sao. Đấy, có đủ sức khỏe lấy chồng chưa? Đó, bắt đầu tháo ra các bạn ạ. Đây các bạn ơi, hiện tại ruột gan của em Ly Pioneer SX950 đây. Bệnh là không đóng sờ le. Đấy, con này cũng mới phết các bạn ạ. Đấy, nhìn tụ của nên nhánh này, hai tụ đồng nguồn chính này, 51 cầu chỉ xếp hàng này. Đấy, đây bị nắp nguồn này, đây là phần dưới gầm nó các bạn ạ. Đấy, hai cái vỉ tiền kích đây các bạn này. Đó, cho hai vế này riêng biệt luôn này. Đây là cái mảng nguồn phụ của nó này. Đấy, phần trên này là phần vỉ âm sắc này các bạn này. Con này mới phết, gọi là màu vàng bảy màu luôn đấy. Nó có tí mảng nhện đấy thôi, nhưng mà mình xì đây thôi, chứ nó không đến nỗi quá bẩn. Đó, cứ sửa của anh được tầm 7 tháng nhưng nó lại bị. Em bảo là anh cứ chăm sóc chỉ để cho em nữa, nó chưa hết được sửa rồi nhưng chưa hết bệnh được đúng không? Không biết về mở được em tính ra từ tết rồi tầm 2 tháng. Ok thôi, gặp anh xử lý triệt để cho nhá. Xong bắt đầu là ở đây cái số điện thoại đấy rồi đúng không? Ok à không, anh vừa anh vừa gọi cho anh ấy. Okay. 66 anh. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Dương ạ. Dương à? Ok, để ghi vào cho Dương nhé. Ok dạ. Đây các bạn ơi, phần bên trên của em nó đây đấy, hai tụ này, 22.000mAh 63V, hai tụ đồng nguồn này, biến áp nguồn này, nó chỉ bụi thôi chứ nó không bẩn quá. Đấy, sò 8 cặp sò thôi các bạn này. Đấy, con này chạy 8 cặp sò sắt, 8 cặp sò tô. Đó, cũng cần zin hết các bạn ạ. Đấy, hai cặp chữ đen, hai cặp chữ đỏ, zin hết. Đây, con này là điện áp AC 120V các bạn ạ. Hàng kiểu hàng Pioneer nhưng mà hàng Nhật nhưng mà lại xuất Mỹ. Điện áp 120V và 370W. Đó, tình trạng là khá đẹp đấy. Này, rắc nó còn mới này các bạn này, rắc lại sáng này. Nó chưa hơi bụi bẩn chút thôi. Các bạn ơi, cái con 950 này Đức Đoàn là người làm đầu tiên đây, chưa sửa lần nào các bạn. Đó, tất cả là mình kiểm tra, lúc mình quét vệ sinh thì mình đã kiểm tra qua hết rồi, thấy tất cả là chưa có đồng chạm gì cả. Đó, mà con này bây giờ là bị bệnh không đóng dơ le các bạn ạ. Đây, dơ le nó đây này. Đấy, thì mà với hiện trạng máy mới như này mà không nhìn thấy cho một vết gì đen cả các bạn ạ. Đó, mà lại không thấy đóng le gì cả, vẫn vào điện thì nó giống như mọi khi mình vẫn quay mình chia sẻ với các bạn ấy, nó vẫn là có hai vấn đề thôi. Một là có thể là nó hỏng cái phần mạch bảo vệ dơ le này các bạn này. Đấy, nó có mấy con đèn này, từ đây này, từ hai cái dây này nó sẽ đi vào này các bạn này. Đó, đấy đấy các bạn ơi, thấy chưa, hai cái dây này, dây dây cam và dây dây ghi này, đó nó lên đây đấy, nó đi vào con đèn này, con đèn này, con đèn chính của nó này.
con đèn này, con đèn ăn ăn dòng chính vào phần dơ le này các bạn này. Đó, sau đó nó có qua hai con này nữa đấy. Hai con đèn này là hai con đèn để lấy tín hiệu so sánh các bạn ạ. Đây, hai bên này có hai bên để so sánh này. Đây, để so sánh vào để xem là mạch có vấn đề gì không. Đó, khi mà có sự cố xảy ra thì nó sẽ báo về là xong hai con này làm việc, và con này sẽ làm cho dơ le, ngắt dơ le không nóng được các bạn ạ. Đó, đấy là một nguyên nhân là do phần công suất có vấn đề. Còn nếu mà công suất không có vấn đề mà kiểm tra bình thường ấy thì là sẽ là hỏng phần này. Đó, nhưng mà với được bây giờ mình sẽ phải khoanh vùng các bạn ạ. Mình không thể nào là đoán mò được. Đấy là mình phân tích về cái nguyên lý của nó thôi. Đó, về lý thuyết là như vậy. Nhưng mà để khoanh vùng, và bây giờ mình sẽ phải kiểm tra các bạn ạ. Đấy, kiểm tra thì cái này nhìn mạch này thoáng rất dễ các bạn ạ. Đấy, nhìn thấy luôn đây, một cái dây cam này là một vế này. Đấy, đây là một cái quân cảm một vế này. Đây các bạn nhìn thấy cái tay mình chỉ đây. Đó, đây là các bạn này. Nhìn luôn, đây là một cái cuộn cảm ra loa. Đấy, hai vế, hai đường ra loa có hai cuộn cảm đây. Hai cuộn dây đồng nó đỏ au rồi này các bạn này. Rất dễ phát hiện. Đó, thì đây là một vế trái đây, nó sẽ ra bằng cái dây kem dây này. Đó, vế trái sẽ ra bằng dây màu cam này. Đấy, và vế phải từ cuộn cảm sẽ ra dây màu vàng này và dơ le. Đó, xong rồi từ đây nó sẽ đóng ra là một dây trắng này. Một dây trắng ra một loa, từ dây vàng đóng vào dây trắng này. Khi dơ le đóng sang dây trắng này, ra cái công tắc chuyển mạch ra loa. Đó, bên vàng đấy, bên cam thì đóng ra dây xanh, ra công tắc chuyển mạch AB ra loa. Đó, rất dễ. Bây giờ mình quan trọng là mình khoanh vùng chuẩn để mình biết là nó hỏng phần nào các bạn ạ. Thì chỉ việc đo điện áp ra loa này này, cái điện áp ra loa này này các bạn này, cái này này. Đó, cái chân ra loa này. Đấy. Lấy đồng hồ thang mà các bạn để 10V thôi. Đó. 10V các bạn bật lên thôi, các bạn đo thôi. Đó. Để một chân ra mát và một chân đo vào que và đây, đo luôn ở đây cho nó dễ được các bạn này. Một cam này. Đấy. Cam này, 0V này. Vàng này, đấy. Đây mình bật lên thử đây. Đó, như này là đây là các bạn này. Đấy, một chân lên rồi này, đấy. Đấy. Như vậy là các bạn ơi, như vậy là không nóng ra le là do cái phần công suất này. Đấy, mà phần công suất này thì là không chết sò đâu. Cái kiểu hiện tượng này mình không phải chủ quan gì, nhưng mà cầu trì vẫn còn nguyên các bạn ạ. Đó, thường thường nó mà chập sò thì nó sẽ một là cháy cái đèn kích này, hai là có thể cầu trì sẽ phải đứt rồi. Đó, thì là mà nó không dò điện áp, nó dò điện áp nhiều cơ. Đây nó dò rất ít thôi, nó dò mười mấy volt thôi các bạn ạ. Một vế bên này thì là nó sẽ bị mấy con vi sai này. Đó, trong cái vỉ này nó có 4 con đèn vi sai này, mỗi cho hai bên này các bạn này. Giống như con kia 7-8 đấy thôi. Đấy, con này hai con phải rời này. Thì mình chỉ việc thay cái con đấy đi là xong thôi các bạn. Đó, không khó lắm. Và trong những cái đèn đấy thì mình thay nhiều lắm rồi các bạn ạ. Đó, đây là chia sẻ với các bạn cho nó vui thôi, chứ còn thực ra Đức Đoàn cũng đã làm cái này, những dòng này làm quá nhiều rồi. Trong 30 năm làm nghề thì hơn 30 năm làm nghề thì làm quá nhiều những con âm ly như này rồi. Đó, và vừa cả cái mình đã làm nhiều, mình từng buôn nhiều cái dòng này rồi các bạn ạ. Đấy, mình nắm được hết bệnh nhân tượng và mình khoanh vùng chắc chắn luôn. Đấy, như con này là chỉ việc thay đây thôi, thay đúng đây, thay cả hai bên đi thôi, bốn con nhỏ đèn nhỏ đấy là xong các bạn ạ. Con này đẹp quá đấy, sắt xi vẫn luôn. Con này là sắt xi 7 màu ông Ánh như này các bạn này. Đó, đi mua hàng bãi mà cứ màu 7 màu ông Ánh mà không bị gì xét thì là thích lắm ấy. Mạch xanh lét như này đấy. Ok, bây giờ mình sẽ thay vào thôi. Đây các bạn ơi, con âm ly của anh khách ở anh Dũng, khách ở Hà Nội này. Con SX950. Đó, Pioneer SX950 của anh bị bệnh không nóng dơ le. Các bạn ạ, không nóng dơ le thì nó bệnh này mình làm quá nhiều rồi, mà mình cũng quay chia sẻ nhiều con về cái bệnh này rồi, thì cách phân tích tình hình các kiểu ABC các kiểu thì là nó con này nó bị hỏng 4 con đèn than rồi các bạn. Đây. Đấy, nó chỉ thay 4 con đèn đấy là ăn là xong thôi. Đó. Thì Đức Đoàn đã thay 4 đèn vào rồi và đóng le trở lại rồi bình thường rồi. Và mình vệ sinh cho anh công tắc này rồi. Công tắc của anh công tắc system mono này nó lẹt xẹt. Đó.
Thì bây giờ trạng thái đã trở lại hoạt động bình thường hoàn lành rồi, bây giờ mình mở thử xem tình hình nào các bạn ạ. Tôi đi tìm điều khiển xem là mở cái bài đây rồi. Là vẫn mở cái bài gì đấy thôi các bạn ạ, xong là dính bản quyền. Quyền hát chiều nay tao cái Tông Nam. Con này mặt mũi đẹp, vỉ đẹp các bạn ạ. Thế mà vẫn ở đi viện đấy. Đó. Đấy, ống le giờ tạch rồi các bạn. Ống le chưa kêu. Chưa kêu ở đây. Đây chắc là do cái này. Vì mình đang để đường tab các bạn ạ. Đây, à đâu quên, để đường AUX. Để đường AUX thì cái đường monitor này phải gạt lên các bạn ạ. Nó kêu rồi. Gạt lên nó mới kêu được. Đó. Xe đạp thế ngon lành rồi các bạn, công tác ngon lành rồi, không bị lẹt xẹt nữa rồi. Lâu nữa rồi. Đấy, con này có 3 cầu loa các bạn ạ. ABC luôn. Đấy. Mỗi cầu loa là có một cái đèn báo ấy. Đánh được 3 cặp loa. Tiếng hay các bạn ạ, tiếng con này đánh lực lắm. Tám sò sắt mà.